Phạt hay cấm hành nghề với sự xỉ nhục âm nhạc nên chăng ngành chức năng cần cấm hành nghề đối với các nghệ sĩ sản xuất lưu hành các sản phẩm âm nhạc bẩn đầu độc khán giả. Ngày 14 tháng 10, thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 35 triệu đồng đối với rapper chị cả, tên thật là Đinh Thanh Tùng, vì hành vi lưu hành sản phẩm âm nhạc censored có nội dung trái thuần phong mỹ tục của dân tộc. Cùng thời điểm, đơn vị này cũng xử phạt hành chính 45 triệu đồng với nhóm rap nhà làm bản rap thích cầm mâu trí của nhóm rapper này đã xác định là xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo. Cơ quan quản lý nhà nước cũng yêu cầu những cá nhân, tập thể liên quan đến hai sản phẩm âm nhạc nói trên tiêu hủy, gỡ bỏ sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là hai sản phẩm âm nhạc bẩn với những ngôn từ dung tục nhạy cảm, trong đó ca từ đoạn rap trong sensor của rapper chị cả được nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đánh giá là đỉnh điểm của sự vô văn hóa, lệch lạc về đạo đức, giống như sỉ nhục âm nhạc. Điều đáng nói, các sản phẩm gắn mắt ông nhà này lại thu hút hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng mạng xã hội và kênh YouTube, khiến nhiều nhà quản lý, các nhóm ca sĩ và người làm nghệ thuật chân chính không khỏi lo ngại ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ, đặc biệt là trẻ em. Dư luận hoan nghênh sự vào cuộc trong việc xử lý các sản phẩm âm nhạc bẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, theo bản thân người viết, cơ quan quản lý nhà nước đã có phần chậm trễ trong phát hiện các vi phạm nói trên. Cụ thể, đoạn rapper trong sensor của rapper Chị Cả được sáng tác và lưu hành năm 2018. Tương tự, ca khúc Thích Ca Mâu Trí đã phát hành được 4 tháng. Chỉ khi ẩm ý trên mạng xã hội do được sử dụng làm nhạc nền cho các video đăng tải trên TikTok thì chủ nhân của nó mới bị sờ gáy. Những sản phẩm âm nhạc này không chỉ vi phạm bộ quy tắc ứng xử chung dành cho nghệ sĩ đã được ban hành, mà nó còn thể hiện sự thiếu tôn trọng khán giả, thiếu tôn trọng nghề nghiệp của chính người sáng tác, sản xuất và lưu hành. Tuy nhiên, cũng phải nhận định rằng tồn tại của nó xuất phát từ sự dễ dãi trong tiếp nhận và chọn lọc của một bộ phận người nghe, người xem. Bên cạnh đó là sự thiếu kiểm tra, kiểm soát, chậm trễ trong phát hiện và ngăn chặn của cơ quan chức năng. Cả hai mức phạt hành chính nêu trên đều chưa phải là cao nhất trong khung hình phạt được quy định tại Điều 13, Nghị định 38-2021 NDCP. Liệu rằng mức xử phạt này có đủ sức gian đe đến người trẻ đang có ý định lấn sân vào lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật bằng chiêu trò và các sản phẩm gây sốc? Cũng phải nhắc lại rằng, đây không phải là lần đầu tiên các sản phẩm âm nhạc có nội dung xấu độc với giới trẻ, với người nghe bị xử lý. Người viết cho rằng, cần một hình thức xử lý vi phạm này với một cách cứng rắn, thậm chí cần thiết phải cấm hoạt động biểu diễn của người vi phạm trong một thời gian. Theo ông Lê Minh Tuấn, Cục Phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn, việc quản lý sản phẩm nghệ thuật biểu diễn trên không gian mạng đang được bàn bạc để đưa vào nội dung của luật nghệ thuật biểu diễn. Cần lưu ý, tại mục 2 điều 10, những hành vi cấm trong hoạt động xuất bản quy định cấm, tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, Hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục. Khi bị dư luận, khán giả và giới chuyên môn phản ứng phê phán, chị cả hay rap nhà làm mới lên tiếng nhận sai, xin lỗi và thực hiện một số biện pháp để các sản phẩm âm nhạc nói trên không tiếp tục lan truyền. Tuy nhiên, dường như việc ngăn chặn sự lan truyền của nó không hề đơn giản. Lúc 14 giờ ngày 15 tháng 10, chúng tôi vẫn dễ dàng tìm được ca khúc thích ca mâu trí hay sensors trên kênh YouTube người nghệ sĩ làm nghề không chỉ phải học cách tôn trọng chính nghề nghiệp của mình đã lựa chọn mà hơn hết phải tôn trọng khán giả nghệ thuật là hướng tới cái đẹp và chỉ tồn tại khi hướng con người sống đẹp sống có văn hóa